chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì cũng rất là lâu rồi mình không có đi quay tàu kéo dòng tàu cá các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục quay cái tàu kéo rùa dòng chiếc tàu cá nha. Thì chiếc tàu này là chiếc tàu cái, có chiều ngang là 5m4, chiều dài là 22m, hâm hạ là 2m4, có gắn một động cơ là Cummins TA28V28, chạy hộp số là 9,5 tu, chân dịch là 2m4. Đây là chiếc này đang dòng vô để làm máy lại ha. Chiếc này rất là cao nha các bạn. Hôm nay thì cái giọng nói của mình nó bị sốt quá, cho nên nó hơi bị khàn khàn, rất là hơi khó nghe ha. Các bạn thông cảm cho mình nha. Thì cũng nói chung là cũng một thời gian rất là lâu rồi, tàu không có vô cho nên mình không có quay được những cái chiếc tàu mắc cạn gửi đến cho mọi người xem. Thì hôm nay thì có một chiếc cạn đây. Thì chiếc tàu kéo rùa lại tiếp tục công việc của mình. Nó bắt đầu dây nó búng rồi đó các bạn. Nói chung là dòng một chiếc này vô là nguy hiểm lắm nha, nó cạn ghê lắm. Đó, bắt đầu tối mình nó nạt ra kìa, má ơi, chẳng y như cũ. Đó, chiếc này là chiếc cái nha, chiếc này có thâm hạ là 2m mấy, là thâm hạ tức là chiều cao đó các bạn. Phút này là còn phút này là hiện tại tàu đang còn ở ngoài sâu nè, nhưng mà chút xíu vô trong nữa, chút xíu nữa là nó bị cạn, nó mới khó khăn ha. Đó, bên kia bắt đầu nghiêng nghiêng rồi đó. Đó thì bắt đầu bên kia có một cái độ nghiêng khá là nguy hiểm hơi hơi rồi đó các bạn. Các cái video mà nó đăng á là mình giải thích, tức là mỗi khi nước còng là bị cạn nè ha, chứ không phải là tàu ghe vô là bị cạn nha. Tức là nước còng thì cái bãi bồi nó đưa lên, nhưng mà đôi khi nước lớn thì cũng vẫn bị cạn nữa, nhưng mà cái vấn đề là tàu ghe vẫn được. Với lại là cái chiếc tàu này cũng rất là nó vừa bự mà nó vừa dài á, rồi nó vừa cao nữa. Bởi vì cái dàn chỗ này ít lắm, ít có tàu ghe đi vô lắm các bạn. Mà ở dưới này là một cái đất cát chứ không phải đất sình ha. Tại vì đất cát á bờ vô rất là khó, còn đất sình á thì nói ngay đi là nó cũng rất là dễ vô, tại vì mình buồn nó còn lại nó có cái chớn để đi á. Đây, chiếc tàu kéo thì lại là một ngày vất vả là mệt mỏi nữa rồi. Con tàu bên kia là da khối xương xương rồi đó. Cái người ta biết sao không? Có chút xíu xíu rồi. Đó, bên kia là máy gắn hai cái máy là TA V28 nha, là Cummins đó, chạy dung dịch là 2m mấy. Chiếc này là chiếc cào đôi nha. Đó, các bạn thấy người ta hay sao không? Chút xíu xíu thì các bạn thấy nó bự cỡ nào ha. Thì trong video mình có nói gì sai sót thì mong mọi người xem thông cảm cho mình nha. Tại vì nhiều khi nó có thể là một phần nào đó không được chính xác, hay là một phần nào đó các bạn không có dự ý như thế nào đó, thì mình chỉ mong mọi người thông cảm cho mình. Và bây giờ thì bắt đầu chính thức là đã bị cạn rồi đó. Ở phía sau các bạn thấy không, nước đen xì luôn kìa, đen như đất đấm luôn, má ơi, bắt đầu bên kia khói bắt đầu sương sương rồi đó. Có một cái độ nghiêng khá là nhất định của một chiếc tàu bự. Mỗi lần mà vô đây được một cái là phải nói là ghim mình luôn, phải chơi luôn nha. Mất một khoảng thời gian ít nhất cũng khoảng 45 phút đến 30 phút mới có thể là chập được một chiếc tàu to thế này để vô đó các bạn. Hôm nay thì chiếc tàu kéo lâu cũng chắc giả, chút xíu vô trong kia kìa các bạn có thấy nó còn cạn ghê hơn cái này nữa. Đây là nó còn ngoài đó là còn một cái phần sâu đó. Đó, cái dàn chỗ này mà không có tàu kéo thì mấy chiếc tàu cá bự bự như thế này là ra rất là khó.
bị cạn luôn rồi các bạn, má ơi nó dùng kìa. Né cầm dây ra đây anh giật đó. Cứu hồn phun chi biến. À, bắt đầu anh dùng là anh mới lấy thế giật kìa các bạn, nếu mà cầm dây yếu là nó sẽ nguy hiểm cực kỳ luôn. Quá tay rồi. Rồi bên kia chắc có lẽ là nước không lên rồi. Thoát tay là chắc bên kia nước máy không lên rồi, lên nguyên con luôn rồi. Rồi bây giờ thì bắt đầu lên nước rồi các bạn. Má ơi kìa, cái cục khối kìa, kinh khủng khiếp chưa. Đó, bắt đầu tiếp tục dịch nha. Nguy hiểm. Xì luôn mà. Rồi cái độ nghiêng của chiếc tàu cá kìa các bạn thấy chưa? Rồi vô cái chỗ cạn luôn. Giật cũng chóng mặt luôn mà chưa thấy đi đâu hết. Đó, cái gầm hú của cái cô min V28 bạn nghe ồn ào chưa, vất vả chưa, mỗi lần chiếc tàu mà bự vô đây là phải nói là khô nhớt hết trơn. Rồi bên kia anh ve lại nước đen xì hết trơn rồi mà. Chờ mấy anh bên kia. Ôi giời, cái con tối nhỏ xíu vậy. Tàu cá mà đi vô đây mắc cạn thì không còn gì mà quá xa lạ nữa. Giật hoài vậy, đắm đuối chưa. Trời ơi cái kè gầm hú dữ dằn rồi, tại vì đây đó hơi xa cho nên cái tiếng máy nó nghe không được phê cho mấy các bạn. Quá wow, anh bên kia anh gào thét anh kêu cứu kìa, máy không lên nước luôn. Ở dưới giống như lò lửa vậy đó. Cái máy hả? Cái bơm nó hết lên này. Bơm trộn à. Quá, wow, cái máy bên kia nó la làng la sớm rồi kìa. Ở kia cũng đang quậy mà nó. Vô đây là phải nói là đấm đuối chứ không phải mà nói đơn giản ha. Giật nữa, cũng là cái chiêu cũ bắt chớn giật. Được rồi. Như dây thun vậy. Bên này sao, máy bên này bị sao? Cái bơm nó bị không trộn không? Cái bơm không trộn không? Bơm nước ngoài á. Bây giờ anh bảo 100 nước mặn vô bình nước luôn rồi. Chết luôn. Chạy cho đó máy nào còn nữa. Quá nóng rồi. Tới công chuyện luôn rồi bữa nay. Ve cho ngay tàu lại chứ không phải nghiêng nó ghê lắm. Kìa nó cạn kìa, nước máy nó ra kìa, như nhớt. Nó nổi rồi kìa. Nó lên vợ nguyên con luôn rồi. Vô gì đó, dục gì lên nữa. Rồi bên đó đứng hình luôn rồi. Bây giờ nó nghiêng một bên luôn kìa các bạn, ghê chưa, nghiêng vậy đó là nó bị cạn đó các bạn, nó đưa cái lương này lên nè, cái lương nước này nguy hiểm quá. Giờ chiếc tàu cá, cái chiếc tàu kéo này thì máy không lên nước mà bên kia cũng nước không lên luôn, ghê thiệt. Chứ vô trong chút xíu còn có vất vả nữa kìa các bạn. Nó tầm bắt đầu thì bây giờ nước dưới nó đen như nhớt dưới kìa. Mỗi lần mà chiếc tàu này vô đây là nó như vậy luôn, nó rất là mạnh.
Anh nghịch không nổi luôn rồi. Đâm đuôi. Sao anh bao? Nước máy, nước dưới đứng luôn rồi. Sôi vậy? Nước ở dưới tàu kéo không biết sao. Sôi thì sao rồi, để đi dưới đây coi thôi. Sao rồi? Má nó sôi chạy luôn. Trời ơi, nước ở trong cái hà mà của tàu kéo rồi. Trời ơi, nó sôi nè. Sôi lên lửa luôn rồi. Lên đây là chạy dữ rồi nè. Bắt đầu các bạn coi cái cabin V28 bên kia nó khè lửa nè, ấy lộn nó ra khói nè. Anh bữa nãy giờ anh chạy yếu chưa ta? Ra khói cái nhiều cái gì? Anh cái là máy nó bị nóng quá nóng. Bên này anh bắt ra, ba anh lấy cái đậu xéo để anh dịch cái cắm đầu rồi nha. Ghê chưa, ghê chưa? Thấy không, lấy đậu xéo kỹ thật chưa? Dòng cái tàu vô Vũng Sình đó, chứ dòng tàu vô ra khỏi cạn gì, càng lúc càng vô cạn. Nhưng mà qua khỏi cái này nó mới vô lòng lạch là sâu ha. Đây các bạn xem ở phía sau nè. Ám ảnh của những chiếc tàu cá bự mình đi vô đây á. Bắt
chớn giật nữa, đứng tư thế sẵn sàng. Rồi ở dưới kia là chắc nước dữ lắm rồi, xịt dữ lắm rồi. Bên kia anh em đang ừ gờ má ơi, nó ra kìa như cái lò luyện đơn luôn. Anh này nhấp tiêu rồi. Xong rồi, xin lỗi em chịu hết nổi rồi. Tưởng vô kèo thơm mà, tưởng đi tàu kéo vô kèo thơm rồi. Cái độ nóng tại cái bơm không ra mà. Đây giờ đang câu thời gian cứ để coi à. Đi lên, ghê quá. Nước cái xì khói, cái hơi khói, cái hơi nước nó ra tới phía trước luôn kìa các bạn. Đó, tiếp tục nghịch nữa. Không có biết, biết có đi không mới quan trọng nè. Vô đây là nó cạn dữ lắm nha. Chim yến nó bay, chim nhạn, chim yến nó bay phía sau tùm lum kìa. Ôi ôi, hai cái làn khói lên kìa. Khủng khiếp ha. Người ta gạch phải có cái độ xéo xéo nghiêng nghiêng rồi vậy đó nó mới vô các bạn. Vô rồi. Giờ mình sẽ tạm dừng nha các bạn, tại vì cái là vô tới đây là hết cạn rồi, chỉ còn cái mở dây là cho em ấy vô bờ thôi. Đây nhìn kỹ lại chiếc ghe này nè các bạn, thấy không, nó rất là cao và bự to. Cái bị bèn được ăn một dây bó tay luôn tàu kéo, không hàng một dây luôn. Mở dây đi Thanh. Rồi bây giờ này ở bên kia phân dây rồi đó, vô trình chạm ha. Rồi tới đi.